Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 3,68%. Đây là mức tăng trưởng cho vay tính đến hết tháng 7 năm nay, theo như công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chiều tối qua. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa đề cập gì đến chuyện điều chỉnh mục tiêu tín dụng của toàn hệ thống là cần tăng trưởng từ 12 đến 14% cho cả năm. Trước đó, cho đến tận cuối tháng 3 năm nay, tăng trưởng cho vay mới chuyển từ âm sang dương. Tốc độ cho vay tăng nhanh dần trong tháng 5 và tháng 6, nhưng cho đến hết tháng 7 vừa qua, tăng trưởng cho vay đã chậm lại rõ rệt khi chỉ nhích từ 3,52% lên 3,68%. Trong khi đó, 7 tháng cùng kỳ năm ngoái cho vay đã tăng được 5,3%, tức nhanh hơn rất nhiều so với năm nay. Vậy trong 5 tháng còn lại của năm, liệu mục tiêu tăng 12% có kịp hoàn thành hay không? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Thưa quý vị, trước sự sốt ruột của giới chuyên gia kinh tế khi tăng trưởng tín dụng chậm có thể khiến nền kinh tế không đủ lực để phát triển, ảnh hưởng đến GDP, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định sắp tới chắc chắn tín dụng sẽ tăng trưởng khá hơn khi hàng loạt chương trình cho vay tạo được hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, điểm ưu tiên hàng đầu khi cho vay không chỉ là hoàn thành mục tiêu về số lượng. Cái phát triển cái dư nợ của tín dụng hiện nay đối với ngân hàng là không chỉ chạy về chỉ tiêu mà tôi nghĩ rằng cần đi sâu vào chất lượng dịch vụ để tìm ra những cái đối tượng tiếp cận ngân hàng là đúng đối tượng, đó là khách hàng tốt và những dự án thật tốt để nó góp phần cái phát triển kinh tế. Nhưng mà bên cạnh đó là quản lý được cái dòng vốn đi đúng đối tượng, thì đó là tôi cho rằng đó là mục tiêu là quan trọng nhất đối với khi mà ngân hàng sử dụng cái nguồn vốn huy động trong dân và đưa ra cho trong cái nền kinh tế hiện nay. Doanh nghiệp đủ điều kiện vay thì đang hạn chế vay, còn không ít doanh nghiệp đang khát vốn thì vẫn đang vướng nợ xấu. Điều kiện cho vay của ngân hàng cũng khắt khe hơn. Có thể hiểu được sự chậm chạp trong cho vay cũng một phần xuất phát từ sự e ngại của các ngân hàng. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là việc chạy theo cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng đơn thuần thì chưa hẳn đã là một việc làm có hiệu quả. Điều mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua về tình trạng nợ xấu ấy, theo tôi nghĩ đó cũng là một hệ quả của việc là chạy theo cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng, dẫn đến việc rất nhiều ngân hàng cho vay một cách dễ dãi. Đối với hoạt động cho vay ấy, và cụ thể là hoạt động cho vay mua nhà, thì một số điểm cần phải lưu ý đó là phải cho vay đúng mục đích, cho vay đúng người và đảm bảo là khách hàng có khả năng trả nợ. Ở một góc độ nào đó, tức là hành vi cho vay phải có trách nhiệm. Và điều đó không chỉ có lợi cho ngân hàng mà còn có lợi cho cả người đi vay và có lợi cho toàn bộ nền kinh tế.